Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bình an, sức khỏe và được nhiều thành công trong cuộc sống. Hôm nay mình ra tìm chú Sáu ở cái ruộng đu đủ mà cho thu nhập rất là khủng các bạn. Và cái ruộng đu đủ rất là đẹp như thế này, để nhờ chú Sáu chia sẻ giùm cái xịt thuốc gì, bón phân nào mà cái ruộng đu đủ tốt như thế này cho thu nhập rất cao như vậy. Thì các bạn xem video hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ cũng như ấn vào cái chuông nha. Tập nhà nước đó. 1.000 đó. Dạ. Thì bởi vì ông mới bán được là cứ từng là ông quất 10 triệu hết rè. Bởi vì hỏi làm sao mà không có vô chăm được. Chú tính đi, 40 triệu tháng, chú 2 tháng chú quất cây vàng, 2 tháng chú quất cây vàng rồi. Thằng cái thằng trơn, cái thằng cháu là nó trồng đủ quanh năm đó ha, là thêm lúc trước thêm mấy bờ sáng người ta bỏ nó xin nó trồng ha. Dạ. Nó nói cậu trồng mít cho con phá trồng đủ. Đủ mà ăn lai gai hoài mà. Nhưng mà chú xịt Anchacon này thì ngon rồi. Anchacon là nó có chất kém nó bảo vệ đó. Bảo vệ. Cũng như xài người ta cũng xài mẹ Anchacon nè. Dạ. Nhưng mà về đưa bữa đổi thuốc khác lại. Dạ. Nhưng mà cứ hoài nó lợn nhau. Lợn thuốc. Cái này mình ngừa những cái bệnh giống như là đây nè, nó bảo vệ nè, bảo vệ áo giáp kẽm. Áo giáp kẽm. Dạ. Chị bệnh nè. Đúng rồi. Thấy không? Dạ. Trời ơi, của mấy hàng bệnh nó trồng với chú kìa, nó bán bệnh với chú 300, 200 thằng. Nó là thuốc hết trơn luôn. À, cái này chú kể phân gì? Phân cái bằng phân cứt gà đó. À, phân gà, phân gà hút đó. Cơ. Nè, à, nó còn nè. Nó nè, nó nè. Còn nè, con nè. Nhưng mà đúng là chú gãy phân hữu cơ nó bền chú ơi. Nó bền, nó xốp đất, nó tạo đất mình ngon hơn phân xốp. Hữu cơ. Dạ, đây thấy không? Dạ, đúng rồi. Gãy này cũng 3-4 bữa rồi. Dạ. Ngon lắm rồi. Ngon lắm. Nó mừng cỏ ghía lên cho đường có ăn phân nè. Đúng rồi, không là mấy cái cỏ này nó ăn phân. Nếu mà chiến sau này thì chiến cũng được 10 triệu không? Sao? Tháng đợt cũng được cả 10 triệu à. Nếu sau này nè. Nó gậu gậu là cả 10 triệu à. Nhưng thấy, mà thường thấy gì là mấy trái kế bên là nó hồng hết trơn rồi đó. Hồng hết rồi. Không, cái trái kế này hồng, cái trái này làn da là bữa thứ hai nó nè chú, giống như trái này đã hết sức nè. Trời ơi, còn thấy cái trái như trái này cũng mê nè. Hết biết cái trái. Dạ. Cái trái này cỡ 4 kg á chú. Bởi vì hái chiến mà cả 10 triệu là chuyện bình thường ha. Mà cỡ mấy ngày mình hái 1 lần chú? 7 ngày. 5 ngày 7 ngày hả? Nhưng mà vậy là nó ăn vàng hay là ăn chín đó hả? Nó hái đu đủ chín chứ nó không có hái đu đủ xanh hả? Dạ. Tại vì nó nói là cái đu đủ trong bây giờ công ty của cổ công ty chưa ăn. Chưa ăn. Nó chỉ ăn đu đủ chín thôi. Bẻ. Bẻ là nửa cổ. Bẻ là nửa cổ luôn. Tại giỏi mà. Giỏi tại giỏi đầu là nó bự bự luôn nó bẻ. Ôi trái nè ông ơi, nó đã ông ơi, nó bự nè. Để con đo thử mấy gan nha. 1 gan tay con. 2 gan, 2 gan mà muốn không hết luôn á chú. Cái trái nó bự nè. Đó. Trái này 4 kg hơn luôn á chú. Hơn 4 kg luôn chứ mà. Bây giờ trái này nó cứu biết nha. Không đâu chú, trái này dễ gì. Dữ vậy hả? Chú cái trái này là nó nếu nó thúi là thúi chỗ nào? Nó đốm nè. Đi dài dài coi trái nào mà nó đốm như này là nó bị à. À vậy hả? Nó đốm còn như nó lát còn tiền nó đốm còn muốn đũa đó. Dạ. Từ từ là nó lan ra. À. Cái này hết thì
đã ha. Cháy. Nhận ngữ cái nào là bữa thứ hai nó bé nè. Một bé nè. Mốt hả? Mốt là lái lại hả? Lái rồi. Bẻ là nó bẻ chứ đâu phải mình bẻ hả? Nó bẻ không. Chú chia sẻ là cái phân mà chú rải cho đu đủ đó các bạn là cái phân gà các bạn nha. Phân hữu cơ. Bởi cái rễ đu đủ á nó cần phải ăn cái loại đất tơi xốp. Và cái phân á là nó phải mùng. Còn nếu mà mình rải phân hóa học á ở cái mùa mưa thì nó dễ bị chết rễ các bạn. Đã các chú hướng dẫn mình như vậy các bạn nha. Chú ngày mốt hái hả? Ngày mốt hái hả? Ngày mốt là thứ hai đó. Thứ hai bữa nay thứ bảy rồi. Mà thứ hai nó hẹn nó hái của chú hả? Và cứ mỗi một tuần thì lái vào để hái một lần các bạn. Và các bạn thấy trái rất là đẹp như thế này. Ở giai đoạn này thì người ta chưa có hái đu đủ gỏi các bạn. Người ta hái đu đủ để bán đu đủ chín xuất lên thành phố các bạn nha. Và cái giá hiện tại người ta cân của chú là 3.600 một ký các bạn. Chú nói mỗi một tuần như vậy người ta hái một lần thì chú thu nhập khoảng 10 triệu các bạn nha. Còn cái loại thuốc mà chú xịt cho cái đu đủ đó là Anchacon, gọi là áo giáp kẽm các bạn, để cho nó phủ, ngừa nhiễm khuẩn hay là những cái bệnh sương mai, ghẻ, đốm, sần. Đó là những cái bệnh mà Anchacon có thể ngừa được các bạn, rỉ sắt. Đây các bạn thấy cái ruộng đu đủ nhìn thấy mê các bạn ha. Và ở thời điểm này thì cái đu đủ đã ở thị trường đó các bạn, đã khan hiếm trở lại, cho nên có giá rồi các bạn nha. Bởi qua một cái mùa mưa, mùa nước nào cũng vậy các bạn. Mùa mưa, mùa nước thì đu đủ kém phát triển, cho nên hôm nay khi hái thì có giá lại. Còn đây là chú tiễn bớt một số trái cây nhiều quá đó các bạn, để cho thím đi chợ bán. Ở thời điểm này thì đu đủ loại này bán ở ngoài chợ là 10.000 ký các bạn, hay là 12.000 ký, tùy theo các bạn ha. Có giá hơn so với người ta cân của chú mà đi bán lại. Tức là mình cân cho thương lái lúc nào cũng rẻ hơn so với mình bán lẻ ở bên ngoài các bạn nha. Cái phân gà mà chú chia sẻ đó các bạn, khi mình rải phân gà rồi thì phải làm cỏ vườn. Ở đây là các bạn để ý cái cỏ ở dưới ha. Cái khu này nè các bạn, đây là đã làm cỏ xong. Bởi vì mới rải phân đó các bạn, cho nên phải làm cỏ như thế này cho nó sạch. Rồi cái cỏ mình có thể tủ lên cái gốc hoặc là để ở ngoài. Nhưng mà mình cũng hạn chế các bạn, bởi khi các bạn tủ cái cỏ lên cái gốc á, cái rễ nó dễ bị bệnh hơn. Cho nên là mình để ở ngoài, khi nào nó mục rồi đó, hay là các bạn xử lý rồi thì các bạn mới phủ lên cái gốc sau các bạn nha. Đó là cái biện pháp để chúng ta có cái chất mùn hay là phân hữu cơ, gọi là tự nhiên các bạn ha. Thì hôm nay mình cũng ra ruộng đu đủ rất là tốt như thế này của chú Sáu, để chú cũng chia sẻ với mình về cái cách xịt thuốc gì và bón phân nào cho cái ruộng đu đủ được tốt như thế này, để chia sẻ với các bạn, để các bạn có thể áp dụng được cho cái ruộng đu đủ của các bạn nó được tốt các bạn ha. Nếu các bạn thấy video ý nghĩa, đừng quên để lại một lượt đăng ký, một lượt like, chia sẻ cũng như ấn vào cái chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất của Giải trí miền Tây. Bye bye các bạn.
Đúng rồi, 40 triệu một tháng. Tiền xài để đâu cho hết chú. Thôi cái nào ơi, nó dài dài mà nó